Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, những ngày qua thiên tai, nhân họa đã xảy ra trên khắp đại lục và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thiên tai nổi bật để gửi tới cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, trên khắp trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải đoạn video quay lại cảnh tượng kỳ lạ ở vùng nông thôn thuộc thị trấn Tây Nam, Tây Tạng thuộc Trung Quốc, xuất hiện dị tượng cá chảy thành sông giữa sa mạc. Đoạn video cho thấy giữa sa mạc đầy cát trắng xuất hiện một dòng chảy, bụng mang theo rất nhiều cá, dãy đành đạch. Điều này đã khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi và lo lắng điều này có điểm báo nào đó đến hay chăng. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác minh. Trung Quốc là một quốc gia được biết đến là độc ác, tàn nhẫn và được coi là đất nước ngang tàng, phá hoại nhất thế giới. Chính vì vậy, khi được nhắc đến Trung Quốc là người ta sẽ nghĩ ngay là một quốc gia phá hoại và lươn lẹo. Trung Quốc luôn bóp méo sự thật và tốt khoe, xấu che với thế giới vì sự mất mặt. Vừa qua, thành phố Tam Khẩu ở miền Đông Nam Trung Quốc đã xảy ra một sự việc khiến người dân lo ngại về an sinh của mình. Đó chính là hàng loạt cá chết trôi dạt lên bờ, nhiều đến nỗi hàng ngàn con cá trôi lên khoảng 1 km. Cảnh tượng lúc này đã được người dân đăng tải lên Weibo, nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhưng bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc lại cố tình ém thông tin, sợ rằng sẽ bị cả thế giới biết tình trạng ô nhiễm của quốc gia này và nguy hiểm đến mức hàng loạt cá chết trôi dạt trên bờ. Theo phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường cho thấy, lúc này hàng tấn cá chết từ biển trôi dạt lênh láng trên bờ chỉ trong một đêm. Sau khi thức giấc, người dân đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hồn này. Ai nấy đều lấy làm lạ vì không ai hiểu rằng vì sao cá lại có nhiều và dồn lên bờ thế này. Hàng chục tấn cá chết bất thường dạt vào bờ hồ ở thành phố Hải Khẩu, miền Nam Trung Quốc đang gây quan ngại lớn đối với người dân nơi đây. Theo phóng viên, chúng tôi ghi nhận ít nhất 45 tấn cá bị trôi dạt vào bờ hồ trên đảo Hải Nam ngày Chủ nhật vừa qua. Tin tức ban đầu cho hay, một đợt triều cường đã đẩy cá tới cửa sông, khiến chúng bị kẹt vào một hệ thống bơm nước rồi trôi nổi trên hồ nước. Theo truyền thông Trung Quốc, người dân quan ngại về tình trạng ô nhiễm gây ra hiện tượng này, nhưng chính quyền địa phương lại cho rằng việc xảy ra là do sự thay đổi độ mặn trong hồ nước và không có lý giải hợp lý để cho người dân đồng tình và an tâm. Chính vì lý do này, người dân địa phương đã rất lo ngại về môi trường đang sinh sống bị nhiễm độc, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng nề. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vào sáng ngày hôm qua, chồng bà Vương, một người dân ở làng Ngọc Thạch, Hải Khẩu, Trung Quốc, trong lúc đi thăm hồ nuôi cá đã phát hiện hàng ngàn xác cá chết hàng loạt. Sau đó, lượng cá chết mỗi ngày càng tăng gần như liên tục, cho đến khi xác cá phủ kín cả mặt hồ vẫn không dừng. Hiện nay, lượng cá chết đã lên tới 8,5 tấn. Bà Vương nghi ngờ có người thải độc xuống nước, nhưng cho tới hiện nay vẫn không có lý do. Hàng ngàn con cá chết bí ẩn đã khiến cho nước hồ ở đây trở nên ô nhiễm nặng nề. Cả một vùng không gian rộng lớn nồng nặc mùi cá chết hôi tanh vô cùng khó chịu. Một người dân địa phương có tên là Lý Hằng cho biết, từ đầu năm 2022, năm nay chúng tôi bị thiếu nước sạch, nước uống thì ít mà nước lũ, phù sa đất thì nhiều. Trong khi lũ lụt xảy ra ở khắp nơi Trung Quốc, nguồn nước thì dư thừa và gần đây nước uống của chúng tôi có khác lạ, có mùi rất hắc và mùi bị nhầy. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống không còn được bình yên nữa, mọi thứ đã bị đảo lộn. Một người dân khác cho phóng viên chúng tôi biết rằng, mọi khi khu vực chúng tôi được rất nhiều khách du lịch, nhưng thời gian gần đây không có khách nước ngoài ghé nữa. Có lẽ họ thấy nơi này không còn an toàn nữa rồi. Những người nuôi cá cho rằng các chất ô nhiễm thải ra từ doanh nghiệp gần đó có thể là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Theo tờ báo AP đưa tin, vừa qua Trung Quốc đã không nhắc tới và khi được hỏi về sự việc này thì chính quyền Trung Quốc đã không trả lời lý do, làm nghi vấn ngày càng cao rằng chính quyền Trung Quốc đã thải độc ra biển đen rồi làm cá chết hàng loạt như thế này. Các quan chức phụ trách về môi trường đang điều tra nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Theo hãng tin SCB đưa tin, hiện chưa rõ loạt cá chết và các cư dân mạng địa phương nói với họ là chưa từng nhìn thấy loại cá này tại hồ.
Khi phóng viên chúng tôi có mặt tại hiện trường thì đã thấy nhân viên môi trường tỉnh Hải Nam phải huy động 4 thuyền 200 lượt người đã thu gom được 30 tấn cá chết. Cá được tiêu hủy ngay lập tức tránh bị đem ra ngoài chợ bán. Quan chức tỉnh Hải Nam đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo các quan chức địa phương, gió mạnh xuất hiện đột ngột ở khu vực này khiến các lớp trầm tích dưới hồ, trong đó có chứa lưu huỳnh thức ăn cho cá rải rác các hộ gia đình bị khuấy tung và trào lên mặt đất. Lưu huỳnh làm cho cá bị ngộ độc và nồng độ của ammonia đã khiến cho cá thiếu oxy rồi chết. Theo thống kê, cũng trong tháng 7 năm 2022, cả Trung Quốc lại chấn động sau khi người dân sống tại Tân Hải, thành phố của Thiên Tân, Trung Quốc đã phát hiện hàng loạt cá chết nổi lềnh bềnh trên một con sông, chỉ cách hiện trường khu vực xảy ra vụ nổ có hóa chất ở thành phố này khoảng 6 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sau đó cũng đưa tin các xét nghiệm máu cá và nước sông không tìm thấy lượng axit amoniac đáng kể. Vì vậy, vụ cá chết không có liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất, nhưng giải thích này không thuyết phục được người dân Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc thừa nhận ít nhất 700 tấn cá hóa chất được cất ở khu nhà kho khi bị nổ, nhưng vẫn cố tình trấn an người dân rằng cá chết hàng loạt không phải là do hóa chất rò rỉ ra sông. Gần đây nhất, hồi đầu tháng 8 năm nay, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện khoảng 5 tấn cá chết bất thường trong một hồ chứa ở quận Simacai thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo ước tính của chính quyền địa phương, thiệt hại có thể lên đến 100 triệu nhân dân tệ. Trước hiện tượng cá nuôi và cá trong tự nhiên chết hàng loạt ở ven biển miền Trung Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Trung Quốc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực này. Kính thưa quý vị khán giả, vào sáng ngày hôm qua, cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay quét qua và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát. Khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt hại hơn 130 người cùng vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê hết được. Đặc biệt, trong cơn khủng phong của bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay khiến cho hàng trăm binh sĩ tại đây thiệt mạng. Dư luận cho rằng coi như ông trời đang giúp các nước mà Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công như Đài Loan, Việt Nam tiêu diệt khí tài, quân tư trang của nước này. Vậy diễn biến của siêu bão mang tên Noru này diễn ra ra sao? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật vào lúc 1 giờ sáng nay của phía Hải quân Mỹ, cơn bão Noru đã đạt trạng thái siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 220 km/h, gió giật mạnh 269 km/h. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng ngày hôm nay, siêu bão Noru trở thành siêu bão cấp 4 theo thang đo gió bão phương Tây. Các chuyên gia thời tiết nhận định rằng Noru là cơn bão mạnh nhất trong năm 2022 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày hôm qua, sức mạnh của cơn bão Noru tương đương với siêu bão cấp 5 trên thang đo gió bão phương Tây. Cơn bão đó đã quay trở lại tương đương với siêu bão cấp 4 và bắt đầu quay ngược trở lại với siêu bão cấp 5. Theo các chuyên gia nhận định là siêu bão lớn, hiện các nhà khí tượng cảnh báo rằng cơn bão này có thể mang đến những tác động nguy hiểm cho miền Nam Trung Quốc. Cơn bão Noru được đặt tên theo phía Philippines sau khi nó đi qua khu vực do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển Địa vật lý và Thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão đã bắt đầu tấn công Philippines vào cuối ngày thứ Bảy khi các giải mưa bên ngoài tiến đến. Theo các nhà chức trách cho biết, siêu bão Noru được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét miền Nam Trung Quốc vào giữa tuần này. Và đúng lúc 2 giờ sáng hôm nay, siêu bão Noru với sức gió cấp 5 tương đương gần 271 km/h và mạnh nhất trong vòng 12 năm qua đã quét qua đảo Hải Nam, Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á, Hạ Môn ở hai khu vực này. Bão lớn gây lũ lụt đã khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời nhà và cửa và di rời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chức trách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo các tỉnh như Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho các tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng tránh trú. Theo thông tin từ Cơ quan Phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á, Hạ Môn là hai nơi được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi chờ cứu hộ và con số chắc chắn còn gia tăng.
Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng và công tác khắc phục hậu quả cho thảm họa này có thể mất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn Phúc Kiến cho hay, trận bão là một tin xấu và ngày càng xấu thêm. Chúng tôi đo mực nước mưa những ngày qua không phải bằng inch mà bằng feet. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc, bão Noru gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của thành phố bị ảnh hưởng đã trở nên quá tải kể từ khi thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi 911 nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn, ông Lâm Bưu Mưu nhấn mạnh. Chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên các xếp mà hãy leo lên mái nhà. Có những người chui vào các xếp để tránh lũ, đừng làm như thế trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và leo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam trong hơn 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm nay, siêu bão Noru đã làm thiệt mạng hơn 130 người cùng với số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê đo điểm hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng thiệt hại ước tính lên đến 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả các chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á Hạ Môn, Kinh Môn, nằm trên đảo Hải Nam. Dự kiến khi mưa và gió từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà bão Noru có thể gây ra cuối cùng đối với miền Nam Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo dài về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới ở phía đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo lên tới 200-300mm và hoàn lưu sau bão. Điều này có thể dẫn đến lũ quét mới đe dọa lở đất trên toàn khu vực. Trên toàn bộ phận còn lại của miền Đông Hải Nam, dự kiến sẽ có mưa từ 190-250mm và hơn thế nữa. Gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực ở miền Đông Trung Quốc, thậm chí còn gây ra mất điện trên diện rộng. Siêu bão mà ông trời giáng vào Trung Quốc giống như một lời cảnh báo cho giới lãnh đạo diều hâu nước này và nhìn lại mà ăn năn thức tỉnh trước khi quá muộn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị có được những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!